Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của ThinkPro. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đó chính là siêu sốc mua thần tốc của ThinkPro. Và ngày hôm nay cụ thể mình sẽ siêu sốc sản phẩm nào và chi tiết ra làm sao thì các bạn hãy nhớ theo dõi hết video ngày hôm nay với bọn mình nhé. Và sản phẩm này thì đương nhiên rồi đang được bán tại cửa hàng ThinkPro với mức giá rất ưu đãi và hợp lý. Link tham khảo thì mình sẽ để phía bên dưới video. Và các bạn ơi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy cùng đi thôi. Ok, đầu tiên hôm trước thì mình đã có một cái video hướng dẫn các bạn lựa chọn phím cơ như thế nào cho đúng. Thì đã có rất nhiều bạn kiểu recommend là mình hãy unbox hay là hãy review phím Arco đi. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ có một video review một sản phẩm mình nghĩ rằng là trong thời gian gần đây các bạn trẻ quan tâm rất rất là nhiều. Và ok, sản phẩm này thì đang được giảm giá 10% tại cửa hàng ThinkPro. Và link tham khảo thì mình sẽ để ở phía bên dưới. 1.3 triệu đến 1.5 triệu là các bạn đã có thể sử dụng một cái bàn phím nó thực sự chất lượng rất là ổn như này rồi. Và ok, bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi thôi. Ok, và trên bàn của mình ở đây thì đang có hai phiên bản, đó chính là Arco 3084 và Arco 3061. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng vào Arco 3084 để xem rằng là nó sẽ có những cái điểm gì nổi bật nhá. Thì nhắc đến phím Arco ấy thì điều đầu tiên mình ấn tượng đó chính là nó có những cái thiết kế nó rất là rực rỡ các bạn ạ, và kiểu hơi Nhật Bản một chút ấy. Và bên cạnh đó thì màu sắc cũng khá là kiểu dễ để cho chúng ta có thể mix với nhau và tạo nên một cái trường phái nhất định. Ví dụ như là các bạn retro hay là những bạn nào mà làm kiểu thích minimalism thì nó cũng có thể thực hiện được điều đấy dành cho các bạn. Và đương nhiên rồi, đối với 3084 thì cũng vậy, mình cũng cảm thấy rất ấn tượng về cái màu sắc của cái bàn phím này. Thì các bạn có thể nhìn thấy rằng là màu của nó khá là đẹp và đặc biệt là màu của nó rất chuẩn ý. Và tại vì sao nó lại chuẩn như vậy và nó sẽ có những cái điểm gì hay? Đầu tiên đó chính là nó được sở hữu layout phím 84 phím. Các bạn thấy có thể thấy được ngay trên tên của nó là 3084 đúng không? Layout 84 phím thì đối với layout này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta hệ thống số ở phía trên cũng như là hệ thống app để khi mà các bạn chơi những cái tựa game ví dụ FPS chẳng hạn thì các bạn sẽ có thể sử dụng những cái phím đó ngay lập tức mà không cần phải kiểu sử dụng các tổ hợp phím nó lằng nhằng và mất thời gian của các bạn ấy. Đó, thì đối với bàn phím này thì cũng khá là phù hợp đối với các anh em game thủ hoặc là những bạn nào làm văn phòng, thì một cái thiết kế nó rất là nhỏ gọn như này, đúc vào ba lô mang đi cũng khá là dễ dàng. Thì nó sẽ có thể cho chúng ta một cái trải nghiệm khá là di động trên chiếc Arco 3084 này. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào chất lượng keycap để xem là keycap của nó sẽ như thế nào. Đầu tiên về độ dày của keycap thì nó mang đến cho chúng ta một cái keycap độ dày cũng khá là vừa phải, không bị mỏng quá mà cũng không dày quá. Nói chung là mang đến cho chúng ta cảm giác khá là sướng khi mà trải nghiệm. Thứ hai đó chính là về công nghệ của nó sử dụng, thì nó sử dụng công nghệ in nhiệt. Và đối với việc sử dụng công nghệ in nhiệt này thì nó sẽ khiến cho chúng ta có thể thấy được rằng là màu sắc phản ánh của nó rất là đẹp và trung thực. Và bởi vì nó được sử dụng công nghệ in nhiệt nên là cái chất liệu nhựa của nó sử dụng ấy cũng là chất liệu nhựa cao cấp, đó chính là chất liệu nhựa. Và thường chất liệu nhựa này sẽ được sử dụng ở những sản phẩm với mức giá cao, nhưng mà ở tầm giá khoảng tầm 1.4 triệu đến 1.5 triệu mà chúng ta đã được sở hữu một cái chất liệu nhựa như này thì mình nghĩ rằng đó cũng là một cái điểm mạnh rất lớn dành cho Arco ấy chứ, đúng không? Và khi mà các bạn sử dụng nhựa PVT này ấy, thì các bạn sẽ thấy được rằng là nó sẽ không tạo cảm giác bóng khi mà các bạn trải nghiệm trong một thời gian dài, và đặc biệt là nó sẽ rất là bền bỉ và cứng cáp trong quá trình sử dụng của các bạn. Và tiếp theo đó chính là về squeak. Thì đối với squeak của sản phẩm này sở hữu đó chính là Arco Blue. Khi mà mình trải nghiệm thì mình sẽ cảm thấy là tiếng của nó hơi to một chút, nhưng mà cái trải nghiệm gõ của nó lại rất là tốt. Bởi vì là khi mà các bạn gõ thì nó sẽ có một cái động cơ giữ lại, và sau đó thì nó sẽ phản ánh lại cả một cái hành trình phím ấy, cho mình một cái hành trình phím rất là ổn. Nên là nói chung là mặc dù hơi tiếng hơi to một chút, nhưng mà mình cảm nhận thấy rằng là rất là xứng đáng để cho chúng ta có thể trải nghiệm trong thời gian sắp tới. Đối với Arco thì các bạn sẽ có Bluetooth 5.0, có thể liên kết tối đa lên đến 4 thiết bị. Nhưng mà nếu như anh em nào chơi game mà mong muốn sử dụng một cái trải nghiệm nó không bị gián đoạn ấy, thì các bạn sẽ có thể kết nối trực tiếp bằng dây kết nối nó đã được trang bị sẵn ở trong hộp ở đây rồi. Đó, nên là các bạn hãy an tâm về cái vấn đề gọi là giật khi hoặc là kiểu phản ứng chậm ấy, bị trễ khi mà các bạn sử dụng phím nhá. Và ngoài ra thì đối với một cái thiết kế như thế này thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ thấy được rằng là nó sẽ hỗ trợ led trắng chứ, đúng không nào? Và đối với việc hỗ trợ led trắng này thì nó sẽ tạo nên một sự nổi bật và thanh lịch nhất định, và đặc biệt nếu như bạn nào làm trong bóng đêm chẳng hạn thì nó vẫn có thể soi sáng dành cho các bạn mà không quá bị màu sắc sặc sỡ hầm hố ấy. Và bên cạnh đó thì còn một cái điểm mà mình cảm thấy rất là tuyệt vời trên cái bàn phím Arco này, đó chính là nó có thể điều chỉnh độ cao ở các mức khác nhau.
Đây các bạn có thể nhìn thấy rằng là chúng ta sẽ có thể điều chỉnh rất là dễ dàng. Và đối với cái việc mà điều chỉnh dễ dàng như này thì sẽ tạo cho chúng ta cảm giác thoải mái và không bị kiểu mỏi tay khi mà chúng ta sử dụng ấy. Chúng ta sẽ có thể điều chỉnh ở mọi góc cạnh khác nhau, mọi hướng khác nhau phù hợp với cái nhu cầu của các bạn. Và ok, tiếp theo thì chắc là chúng ta sẽ cùng đến với một bàn phím nó gọi là rực rỡ hơn một chút, sặc sỡ hơn một chút đi. Đó chính là Acro 361. Đối với Acro 361 thì cũng đúng như cái tên của nó sẽ sở hữu 61 phím. Đối với cái bàn phím 61 phím như thế này thì các bạn sẽ thấy được rằng là nó sẽ phù hợp đặc biệt đối với những ai mà sử dụng thuần văn phòng ấy. Đó, thì các bạn sẽ có thể thấy được rằng là nó rất là nhỏ gọn để cho các bạn có thể mang đi đi lại di chuyển, và đặc biệt là trong một cái môi trường văn phòng nó không được rộng quá thì cái việc mà sử dụng một cái bàn phím cơ như thế này nó rất là hợp lý ấy, kiểu nó không bị cồng kềnh các bạn. Nên là mình cũng thấy khá là ưng ý, và đặc biệt là cái màu sắc của Acro 361 này kiểu nó rất là lạ ấy. Nhưng mà phải nói là Acro họ làm màu rất là đẹp luôn ấy. Nên là nói chung cũng khá là ưng ý đối với màu của bàn phím như này. Và ngoài ra nếu như các bạn muốn thay đổi phím một chút, thay đổi cái màu sắc một chút tươi mới hơn, thì đối với trong hai cái hộp này chúng ta đều được hỗ trợ phím kèm thêm nữa. Nên các bạn sẽ có thể thay thế tùy theo cái gọi là sở thích của bạn như thế nào ấy. Và đối với Acro 361 thì như mình nói trên có 61 phím rất là nhỏ gọn nhẹ nhàng rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với keycap của nó thì xem như thế nào. Và đối với keycap của dòng 3061 này thì cũng có một số sự khác biệt nhất định đối với 3084. Đầu tiên đó chính là về độ dày của nó thì nó sở hữu một cái độ dày rất là ấn tượng. Bởi vì sao? Bởi vì là nó sử dụng một cái công nghệ, đó chính là công nghệ double shot. Công nghệ double shot, và các bạn sẽ có thể thấy được rằng là nó sẽ có hai lớp vỏ ngoài và lớp vỏ trong. Và lớp trong ấy là lớp thể hiện ký tự và vừa là lớp để đỡ cái lớp ngoài. Nên là các bạn sẽ thấy một cái ưu điểm rằng là nó xuyên led rất là tốt. Bởi vậy nên là đối với Acro 3061 này, đây là lý do tại sao mà họ lại lựa chọn bàn phím double shot. Nó hỗ trợ led RGB các bạn ạ. Và ngoài ra đối với chất liệu nhựa của sản phẩm này thì cũng là chất liệu nhựa PBT. Và đối với chất liệu nhựa này thì như mình nói trên rồi, nó sẽ rất là cứng cáp và hạn chế được cái việc bóng mờ khi mà các bạn sử dụng trong một thời gian dài á. Đó, nên đây là một cái điểm cộng dành cho Acro. Tất cả các dòng đa số đều là như vậy. Và đối với switch của sản phẩm này thì sử dụng công nghệ Cathedron Orin. Và khi mà sử dụng sản phẩm này, nó được thiết kế kiểu để ở văn phòng các bạn. Nên là cơ chế của switch thì cũng như vậy. Các bạn sẽ có thể thấy được rằng là bàn phím nó sẽ không có tiếng kêu khó chịu khi mà các bạn sử dụng. Và đặc biệt là cái trải nghiệm phím nó vẫn rất là ổn. Nói chung là trơn ấy các bạn, trơn tuột. Nên là các bạn sẽ cảm thấy rằng là nó ổn để các bạn có thể làm những cái tác vụ liên quan đến văn phòng là nhiều ấy. Và ngoài ra nếu như bạn nào muốn chơi game thì nó cũng có thể đáp ứng được thôi. Tuy nhiên thì các bạn sẽ cần phải một thời gian để thích nghi, bởi vì là chúng ta sẽ cần phải nhớ một số những cái tổ hợp phím nhất định ấy. Và trong quyển sách hướng dẫn thì họ đã nói là những cái tổ hợp phím như thế nào để chúng ta có thể sử dụng khi mà các bạn sử dụng bàn phím này. Và đối với sản phẩm này thì cũng là sử dụng công nghệ Bluetooth 5.0, có thể kết nối tối đa 4 thiết bị. Và ngoài ra thì cũng là hỗ trợ giúp cho chúng ta có thể nâng lên, đặt xuống một cách nhiều góc khác nhau, thoải mái cho cơ tay của chúng ta. Và bên cạnh đó thì cả hai sản phẩm này thì đều được trang bị phím thêm và cây kẹp phím, cũng như là một cái cổng chuyển ấy, để các bạn có thể kết nối ngay trực tiếp với sản phẩm laptop hay là máy tính của các bạn để các bạn có thể sử dụng mà không gây ra hiện tượng delay khi mà chơi game. Và ok, sản phẩm này thì đang được giảm giá 10% và mức giá của nó sẽ từ khoảng 1.3 triệu đến 1.5 triệu. Nói chung là đối với mức giá này mình nghĩ rằng đây là một sản phẩm rất hứa hẹn để các bạn có thể trải nghiệm. Và ok, ngày hôm nay xuất hiện trong chuyên mục sale shop mua thần tốc đó chính là phím Acro đang được bán tại quán ThinkPro, và link tham khảo thì mình sẽ để ở phía bên dưới video. Và các bạn nghĩ sao về hai phím Acro hôm nay mình mang đến cho các bạn, và các bạn có chia sẻ gì hay không thì các bạn hãy nhớ bình luận ở phía bên dưới video nhé. Và nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của ThinkPro cũng như là like fanpage của ThinkPro nhé. Và hãy nhớ cập nhật chuyên mục sale shop mua thần tốc để có thể sở hữu cả hai sản phẩm này nhé. Ok, bye bye.